chuyện gì mà tối rồi anh gọi cho em. Mà anh nói chứ em biết làm sao anh gọi cho em không? Cái anh nói vậy chứ em không biết vậy chứ. Tại anh yêu em á. Lộ liễu là dạ. Lộ liễu là rất là dũng mãnh mà cứ bằng thắng thắng. Dạ đúng rồi. Em tin anh đi. Em quen anh á là anh sẽ đem lại hạnh phúc cho em. Là chồng em lại nói thêm một cái câu như vậy đó thì lúc đó cũng khoái. Đó anh cố tình hỏi dạ. Vậy em phải nói để cho ổng giờ ổng nhớ là cái khoảnh khắc đó không cảm khoái. Em mới đưa cái que ra, em hỏi là biết cái gì đây không? Xong cái ảnh coi, cái ảnh coi xong rồi hả, tự nhiên cái ảnh ôm em lại, xong kêu là hả, anh cảm ơn em. Em là Chiến, năm nay 42 tuổi, đến từ Dốc Lết, Khánh Hòa. Công việc hiện tại của em là kinh doanh yến xào. Bây giờ mời vợ của Chiến. Dạ, chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thận. Em là Như Ngọc, năm nay 32 tuổi. Công việc hiện tại của em là kinh doanh hải sản ở Dốc Lết, Khánh Hòa. Cơ duyên nào mà Chiến với Ngọc gặp nhau nè? Tụi em làm cùng công ty. Vợ chồng em làm công ty đóng tàu của Pháp ở dưới Nhà Bè á. Em làm trước, vợ vào sau. Em mới biết là vợ em là người ở Nha Trang. Vợ em là người Nha Trang, đồng hương với em. Nhưng mà cái lần đầu đó gặp nhau là như thế nào? Vợ chồng em làm khác bộ phận nhưng mà cùng trong một cái phòng luôn. Phòng một cái phòng lớn vậy đó. Rồi em là thuộc bộ phận dự án. Vợ em là thuộc bộ phận sản xuất. Vào đó thì ngồi cũng gần nhau, cách nhau khoảng mấy mét thôi nhưng mà khác dãy bàn. Nhưng mà có địa qua cổ không? Lúc trước vợ em mới vô là nhìn xinh lắm, nhìn như một cô bé rất là dễ thương, rất là trẻ. Hồi đó mới ra trường á, là đi làm cùng phòng, cùng công ty với ảnh. Nhưng mà thực ra lúc đầu thì không có kiểu như không có ấn tượng, không phải là không ấn tượng nhưng mà chỉ nghĩ là đồng nghiệp thôi á chị. Không, với lại em không có nghĩ là mình sẽ quen người cùng công ty. Khi mà em biết ảnh là đồng hương của mình em có mừng không? Dạ mừng, nhưng mà trong phòng là rất là nhiều anh. Nhiều anh cùng đồng hương, cùng ở Khánh Hòa luôn. Dạ. Cho nên là cái việc mà Ngọc không có ấn tượng về anh này là chuyện bình thường. Nhưng mà Chiến thì chắc chắn là sẽ có ấn tượng với lại cô này. Thấy ảnh lớn tuổi, kiểu như là thấy ảnh lớn thì em cũng nghĩ là ảnh là người lớn rồi. Còn mình là kiểu nhỏ, mình mới vô cho nên cũng không có cái sự kết nối, kiểu là anh em thân thiết với nhau. Thỉnh thoảng á, thì em qua bàn làm việc của Ngọc á, có bắt chuyện, nói, ủa sao không ở ngoài Nha Trang mà vô đi làm chi vậy? Vô đây thì mới gặp được anh chứ. Thì bắt chuyện cũng đơn giản thế đó. Thường buổi chiều làm việc xong á, thì các anh em kỹ sư thường ra cái quán hải sản ở dưới Nhà Bè á, ngồi nhậu buổi tối. Thì Ngọc cũng ở căn hộ của chị hai ở nhà là cũng ở gần đó. Dạ thì cũng mời Ngọc xuống chơi. Dạ, xuống chơi rồi hát hò tạo cái sự gần gũi. Rồi sau đó thì em mới rủ Ngọc đi chơi. Cái khoảnh khắc mà ảnh tỏ tình á, bữa đó là em đi chơi về buổi tối, thấy đang bấm thang máy lên thì em thấy có cuộc điện thoại. Thì em mở lên, trời ơi cái ông này đâu có liên quan gì đến mình đâu mà sao đêm khuya 11 giờ rồi còn gọi cho mình chi vậy ta. Nhưng mà em vẫn lịch sự thì mình bắt máy lên. Ảnh cũng hỏi là, cũng nói chuyện qua lại á, xong em cũng hỏi là có chuyện gì mà tối rồi anh gọi cho em. Xong ảnh nói chứ em biết làm sao anh gọi cho em không? Cái ảnh nói vậy chứ em không biết vậy chứ. Tại anh yêu em á. Lộ liễu mà dạ. Lộ liễu mà rất là dũng mãnh mà cứ bằng thắng thắng. Dạ đúng rồi. Nhưng mà để mình hỏi coi lúc đó là nói từ trong tâm hay là rủ nói? Dạ có trong tâm anh ạ. Có trong tâm nói. Nhưng mà có xỉn không? Dạ không, chỉ là nhậu cảm giác phê phê xíu á. Để mình có năng lực để mình nói, năng lượng để mình nói. Dạ có năng lượng, có cảm xúc mình phải nói. Cái cảm xúc của em lúc đó như thế nào? Lúc đó là em cũng đang có một bạn trai. Cho nên là em mới nói là hả, anh cũng biết em có bạn trai rồi mà anh nói vậy em cũng không có ý gì với anh hết. Tức là trả lời trong điện thoại. Dạ đúng vậy rồi. Nhưng mà chồng em á lại nói lại như thế này nè, em tin anh đi, em quen anh á là anh sẽ đem lại hạnh phúc cho em. Là chồng em lại nói thêm một cái câu như vậy đó. Rồi em nghe câu đó em, à đó em nghe câu đó em trả lời sao và em. Nhưng mà thực sự ra lúc đó là cái tình cảm của mình nó không có dành cho bên này. Sau rồi em thì tất nhiên là từ chối thì anh cũng nói bình thường là anh nói chuyện qua điện thoại như vậy rồi anh chia sẻ tình cảm của em như vậy nhưng mà lên mai nè đi làm nè em đừng có ngại rồi em trốn anh rồi em né anh nha thì hai anh em mình vẫn bình thường. Và từ sau cái cuộc gọi đó thì lên công ty á thì em mới thấy được ảnh thể hiện tình cảm là quan tâm rồi chăm sóc mình. Dạ mới thấy ảnh thể hiện cái tình cảm chứ trước đó là hoàn toàn không có cái gì luôn. Với lại lúc đó em cũng lớn tuổi rồi, em cũng 34 tuổi, em cũng muốn có một cái gia đình rồi có những đứa con. Đó là những cái điều mà em muốn cần phải thể hiện, đeo đuổi cho bằng được. Dạ, đeo đuổi cho bằng được. Và điều đó mình cũng đã được. Dạ, được. Chính là việc là bên đây chắc chắn phải chia tay rồi. Đó. Cái chia tay cái kia là do không, giống như là mình còn nhỏ mà 23 tuổi thì mình quen như vậy thôi chứ không phải là xác định gì đó sau này. Thì mình quen đến thời điểm không hợp nữa thì mình dừng lại. Và sau đó là
ảnh nói là nói qua điện thoại là trước Tết à, thì đến Tết thì ảnh cũng về quê của ảnh, rồi em ở Nha Trang, ảnh ở Dốc Lết, Ninh Hòa, thì hai ảnh vẫn nhắn tin, ngày nào ảnh cũng nhắn tin hết, mà ảnh không có phải là ảnh nhắn tin mà ảnh nói là em quen anh đi hay là em phải là bạn gái anh gì đó. Dạ không, ảnh rất là tình cảm và nó nhẹ nhàng lắm. Phải gục thôi. Gu nhiều khi gu em là ưa ngọt nữa chị. Gục thôi. Đến khi nào thì mới chính thức hai đứa quen nhau? Chiều thứ bảy hôm đó thì em hẹn Ngọc, chở Ngọc đi chơi ở Sài Gòn. Ở Sài Gòn ạ. Em chở Ngọc lên cái quán cá biển nướng Dốc Lết ở ngoài, ở trên Phú Nhuận á, hai vợ chồng cùng ăn hải sản trên đó. Sau đó thì em chở Ngọc ra cầu Bình Lợi á. Ra ngoài đó hai vợ chồng cùng hóng mát, cùng ngắm cái không khí của Sài Gòn về đêm, mọi người xe cộ qua lại á, em cũng thích cái không khí đó. Thì trong cái lúc mà hóng mát ở cầu Bình Lợi thì em hôn Ngọc trên cầu Bình Lợi luôn. Lúc đó là sao Ngọc hả? Thì lúc đó cũng khoái. Đó anh cố tình anh hỏi dạ. Để em phải nói để cho ổng bây giờ ổng nhớ là cái khoảnh khắc đó ổng cảm khoái. Lúc đó mà hôn xong rồi có đi đâu nữa không? Dạ có. Đó. Hôm đó tối thứ bảy thì về nhà bè thì khuya á, lúc đó cũng hơn 11 giờ rồi. Thì em mới nói Ngọc là về nhà cũng đóng cửa, chúng mình ở với khách sạn đi chứ giờ khuya rồi về nhà bè nguy hiểm lắm. Em cũng nói là chở em về. Chở từ nhà bè mà đi qua bên Phạm Văn Đồng là nó xa ơi là xa, mà lúc đó em không có biết đường đâu chị. Mà lúc đó chắc cũng khoảng 11 giờ. Với nói là thôi anh chở em về đi. Em nói vậy anh chở em về đi thôi chứ. Trời ơi sao giờ mà nỡ lòng nào mà để người ta chở về nhà bè xong rồi hả? Ta về lại bên này. Nó nói vậy á thì mình cũng mũi. Không chở vô khách sạn luôn. Dạ. Còn cái gì tới nó cũng tới đúng không? Dạ vâng. Trong đó thà lên kế hoạch. Lên kế hoạch là em muốn có em bé. Trong lòng em là em muốn có con. Rồi cuối cùng là cậu được ước thấy không? Rồi. Dạ được ạ. Được. Với lại là em muốn có em bé để về xin ba mẹ vợ để mọi thứ nó dễ hơn. Dạ. Có nghĩa là coi như là chẳng trước tấu sau đó. Đó. Dạ, dạ. Đó. Rồi coi như là cậu được ước thấy có nè. Bao lâu có? Nhanh lắm ạ. Nhanh ạ. Dạ cái đêm đó luôn là có. Dạ không. Cũng khoảng 3 tháng, ý là cũng khoảng 3 tháng sau là cái ngày hôm đó, là bữa đó là chủ nhật, là em cũng cảm thấy là tại vì chậm á, xong rồi em cũng cảm thấy là có cái gì đó nó khác thường. Em mới tự đi mua que về em thử. Em thử que thì thấy lên hai vạch. Mà lúc đó là từ nhà bè mà anh đã về bên gần Thủ Đức luôn rồi á. Là em gọi anh quay lại lên gặp em chút xíu. Cái anh chạy lên lại cái lên phòng thì em mới đưa cái que ra, em hỏi là biết cái gì đây không. Xong cái ảnh coi, cái ảnh coi xong rồi á hả, tự nhiên cái ảnh ôm em lại, xong kêu là hả anh cảm ơn em. Bây giờ nhắc lại cái chuyện đó thì bây giờ có thể kể lại cái cảm xúc cái lúc đó của chuyến như thế nào nè. Thì khi đưa cái que ra là em rất là vui sướng và hạnh phúc động và rất là xúc động vì cái sự mong chờ của em là đã thành hiện thực. Dạ, đã thành hiện thực đúng rồi. Sau đó là em xin đến gia đình vợ là xin đám cưới thì và gia đình đồng ý luôn. Dạ, ban đầu á thì mẹ vợ cũng đặt vấn đề em lắm, la giống như là la em. Đặt vấn đề nếu cưới vợ thì là lấy gì để đảm bảo cho la cho vợ này nọ. Thì em mới giải thích cho mẹ vợ rất là rõ là lúc đó lương của em đi làm thì cũng đảm bảo la cho vợ. Ở đây em làm lương hàng tháng khoảng 18 triệu. Cái đó là cơ sở. Thứ hai nữa là lúc trước em cũng có mua hai cái miếng đất ở ngoài Dốc Lết á. Là lúc trước em làm công ty trước đó nữa là em đã dành dụm được như vậy. Thì đó là cái nền tảng, là cơ sở để mà em lo cho vợ đó, có đất đai, nhà cửa ngon lành, tức là đảm bảo được cuộc sống và thuyết phục được mẹ vợ. Dạ vâng. Đúng không? Rồi sau đó là cưới. Dạ bảo cưới. Dạ lên cưới nhanh lắm, quá đã. Rồi sau đó là sanh em bé ra thì hai chồng vẫn làm ở công ty cũ luôn. Hồi hay là có thay đổi, tại sao lại biến chuyển thành một cái ông chủ về yến xào mà chủ về hải sản? Chắc chắn phải có một cái biến cố gì đó trong công việc. Đi làm văn phòng thì từ công ty này qua công ty khác thôi, chứ cũng không có phải là có một cái sự cố gì hết. Nhưng mà em là máu kinh doanh á, thêm chồng em nữa cũng máu y chang em luôn, nên là rất là khích lệ vợ. Đến khi kinh doanh riêng ổn rồi á thì em mới ngưng cái công việc văn phòng. Thì em tập trung vào cái công việc kinh doanh của mình. Dạ, và đến một cái thời điểm ổn định luôn cái việc công việc kinh doanh riêng á thì vợ chồng em mới rời phố về quê. Nhưng mà thấy hai vợ chồng kể trong là từ tình yêu cho đến hôn nhân, tất cả mọi thứ nó chỉ có cái trục trặc chút xíu lại chỗ mà mẹ vợ chưa đồng ý đó. Còn nhưng mà anh muốn biết là hai đứa có bao giờ mà có những cái trận cãi vã mà nó lớn thật lớn mà suýt chia tay không? Dạ, về cãi vã lớn để suýt chia tay thì không có anh ạ. Hôn nhân nói chung là em nghĩ chắc là do mình may mắn á, cho nên là cái hôn nhân của mình là 8 năm rồi thì đến thời điểm này thì vẫn nhìn cái hôn nhân là một màu hồng. Hoặc là do mình nhìn những cái khía cạnh
không có vui, không có tốt trong cuộc sống, nhưng mà em vẫn nhìn nó là màu hồng. Cho nên là hiện tại là ở bên ảnh thì vẫn cảm thấy được là cái sự hạnh phúc, giống như cái từ từ cái thời điểm mà ảnh tỏ tình là ảnh sẽ mang lại hạnh phúc cho mình. Thì 8 năm qua thì ảnh vẫn mang lại hạnh phúc. Dạ đúng rồi, vẫn chị ơi, bây giờ ảnh bé nói vậy rồi sao tới cái phần kia đây ta? Tức là anh chắc là anh không có cái tật xấu gì đâu. Tật xấu thì nó cũng nhỏ nhỏ thôi. Ví dụ nhiều khi là bạn bè gặp mặt nhau thì cũng uống bia, uống một chút, thì ví dụ như mình uống vừa vừa thôi, nhưng mà thì cũng vui, cũng vui quá, thích quá thì mình cũng uống hơi nhiều một chút xíu. Có nghĩa là chưa có lập trường vững chắc trong việc uống bia với bạn. Dạ. Quá dạ, lũng tới nấy đúng không? Khi mà xỉn về thì có hay lớn tiếng với vợ không? Dạ hoặc không. Là cái khó chịu vợ không có đúng không? Không có lớn tiếng, nhưng mà khi mà uống về nhiều rồi á là ảnh mà khi nhậu là anh sẽ không có ăn. Là anh về là anh sẽ ăn cơm nguội. Mà anh tự anh ăn chị. Anh cũng không kêu vợ ra phải, mà không bắt vợ phải nấu hay phải lấy, nhưng mà muốn vợ là ngồi nói chuyện với mình. Trời ơi, tối rồi 11, 12 giờ đêm là lắm. Cái bụng nó mệt lắm nha. Mệt lắm luôn mà, em cũng muốn ngủ. Mà em có ra nói chuyện không? Em ra, lúc đầu là em có ra. Nhưng mà sau này là mình con nhỏ nó chị quá, đúng không? Ngủ chứ mình không có ra ngồi. Anh nghĩ ông này rất là nhẹ nhàng. Đã bao giờ lớn tiếng với vợ đâu đúng không? Cũng có, nhưng mà cũng thì tất nhiên đàn ông thì cũng phải có lớn tiếng chứ cũng không thể nào mà nhỏ nhẹ được. Nhưng mà sao em thấy trong thiệt đúng luôn á, ai kể hay bạn bè em cũng nói là sao cái cuộc sống hôn nhân của mày nó dễ thương, dễ em đềm quá. Dạ đúng đềm. Rồi thực ra nó cũng có nhiều cái khó khăn, nhưng mà nếu mà nói về xấu thì chồng thì không có. Nhưng mà vậy thì em có muốn anh thay đổi điều gì không? Dạ hiện tại thì thay đổi thì em không muốn là bình thường. Hiện tại trong cuộc sống thì 8 năm qua thì anh bình thường, nhưng mà chỉ muốn là những cái năm thời vừa qua á thì em sức khỏe cũng không khỏe, cũng phải dựa vào ảnh nhiều. Rồi còn con nhỏ nữa thì ảnh cũng có dành quá nhiều cái thời gian, quỹ thời gian của ảnh dành cho mẹ con em. Và công việc của anh thì ảnh cũng phụ, của em thì ảnh cũng phụ nhiều. Thì muốn là cái thời gian này khi mà về quê rồi á thì ảnh sẽ dành những cái thời gian của ảnh cho ảnh. Tức là chia cái quỹ thời gian cho bản thân. Dạ đúng rồi, dành thời gian cho công việc của ảnh và thời gian cho sức khỏe của ảnh. Bây giờ tới em nè. Vợ dễ thương. Vợ quá. Có tật xấu gì không? Vợ có điều gì thì, mà em mong mọi cô thay đổi không? Vợ thì không có đến nỗi tật xấu, nhưng mà cái tính hơi quên. Chẳng hạn như là nhiều khi mà vợ chồng nói là em mua đồ cho con cái gì đó, đặt đồ cho con, thì thường là vợ không có nốt lại, rồi ngày mai thì vợ cũng không nhớ gì việc đó cả. Tức là hay quên. Dạ hay quên. Phụ nữ xong rồi hay quên lắm. Dù có ghi lại rồi mẹ vẫn quên. Chỉ một cái mẹo nè, có cái điện thoại smartphone phải lưu vào trong đó để nó nhắc nhở. Rồi tiếp theo còn chuyện gì nữa không? Có hay giận hờn hay vu vơ gì không? Hay ghen không? Ghen thì không có ghen. Rồi ok, không có. Vợ em thì thường hay giận lắm, giận theo kiểu giống như là được cưng chiều á. Nhõng nhẽo đấy. Nhõng nhẽo dạ. Giận cho có gia vị vậy đúng không? Dạ đúng, giận có gia vị thì rồi là hay bắt chồng xin lỗi mặc dù là mình sai đúng không? Dạ đúng rồi chị. Dạ. Rồi hay quá. Như vậy. Rồi mong muốn vợ thay đổi điều gì? Em mong muốn vợ em là cái sức khỏe thật tốt, cố gắng sắp xếp công việc và tập và chơi thể thao để cho cái sức khỏe cho tốt, để mà thực hiện được những cái kế hoạch, những cái công việc của mình, để hai vợ chồng cùng nhau vươn lên trong cuộc sống. Hay quá. Vậy mong hai vợ chồng sắp xếp thời gian tập thể dục để có sức khỏe, để cùng yêu thương nhau thật nhiều và cùng làm thật là nhiều tiền. Đó là cái điều anh cái mong đó muốn. Là em nhận. Chúc cho hai vợ chồng thành công mỹ mãn với những công việc, với những dự án sắp tới. Dạ cảm ơn anh chị nhiều ạ. Ai sẽ là người chủ động tỏ tình? Em là người chủ động hầu hết trong tất cả mọi chuyện. Dạ đâu kể cho anh. Ở đó thì trường em có tổ chức hội thi văn nghệ. Em rất là muốn anh chở em đi. Và phải nhắn tin năn nỉ lắm mà là mới chịu đi. Lý do gì sao mà không dám vậy? Cái tuổi tác cho nên là cũng hơi khó xử, sợ nhiều khi rồi bạn bè rồi bà con xung quanh nói mình đi dụ con nít nữa. Cặp vợ chồng rất là đẹp đôi phải không chị? Cô dâu rất xinh. Chú rể sang trọng lịch lãm. Hai bạn giới thiệu cho mình. Mình là Nguyễn Trung Dũng, 35 tuổi, hiện nay mình đang là cán bộ công chức. Em tên là Dương Bích Tuyền, hiện nay thì em đang là sinh viên và chỉ mới có 23 tuổi thôi. 23. 35. 23. Trên lệch chỉ có 12. Có một con giáp à. Vậy là hai bạn quen nhau trong trường hợp nào ta? Tại vì chinh nhau nhiều quá mà. Đâu có cái môi trường nào chung đâu mà sao mà quen hay vậy? Cái trường hợp mà để mà em gặp được ông xã em bây giờ á, đó em chỉ mới là một cô bé tiểu học thôi. Hả? Cái gì? Tiểu học. Biết chồng em từ lúc em còn đang học tiểu học. Dạ lúc đó thì em thì rất là hay đi sinh hoạt thiếu nhi. Và rồi em gặp một cái anh phụ trách đẹp trai, dễ thương, trắng trẻo, là tự nhiên có cảm giác cảm tình ngay từ lúc đó luôn. Lúc đó em học lớp mấy? Dạ lúc đó thì chắc cũng khoảng lớp 4, năm gì đó. Trời ơi. Hả? Lớp 4, năm? Vậy là gọi bằng anh hay bằng chú? Dạ lúc đó thì gọi bằng anh hết.
gặp từ hôm đó thôi. Thì khoảng một thời gian khá lâu, lúc mà em gặp lại anh thì lúc đó là em học mà sinh viên năm nhất rồi. À dạ. Nhưng mà nè, anh Dũng này, lúc đó thì anh có để ý gì đến vợ của anh chưa? Chỉ là để ý ấn tượng đầu tiên của cô bé là hát văn nghệ hay và dễ thương thôi. Dạ. 6 năm gặp lại thì có ấn tượng gì không? Trong một cái dịp gặp lại thì là mới thấy bắt gặp ngay cô ấy, thì mình đã nhận ra ngay được là à đây đúng là cô bé xưa. Mình ấn tượng thì nhìn là rất là dễ thương và rất là đẹp. À, khi mà em gặp lại anh Dũng thì là cái ấn tượng gì? Có khác không? Dạ phải nói khác hoàn toàn. Bụng anh bự hơn hồi trước rất nhiều. Các anh chị trên phường kêu là anh Dũng bụng bự, anh Dũng bụng bự. Và da anh đen hơn. Vậy thì gặp nhau như vậy, ai sẽ là người chủ động tỏ tình? Em là người chủ động hầu hết trong tất cả mọi chuyện. Vậy à, đâu kể cho anh nghe. Anh Dũng nói vậy cưng. Lúc đó em cũng phải thăm anh, chủ động xin số điện thoại luôn. Bữa đó thì trường em có tổ chức hội thi văn nghệ. Em rất là muốn anh chở em đi, và phải nhắn tin năn nỉ lắm mà là mới chịu đi. Lý do gì sao mà không dám vậy? Cái tuổi tác trên là cũng hơi khó xử, sợ nhiều khi rồi bạn bè rồi bà con xung quanh nói mình đi dụ con nít nữa. Lúc mà anh chở em lên trường, tụi bạn vừa thấy thôi là cứ kêu lại hỏi: ủa Tuyền ai vậy? Em chưa kịp trả lời gì hết thì anh đã vội đính chính là anh họ. Xong rồi em cũng cười, em cũng nói không phải, rồi anh lại tiếp tục mà nói là chú họ. rồi đến khi nào thì hai bạn mới chính thức quen nhau? Anh cũng cũng không có động tĩnh gì hết, thì lúc đó em mới bực rồi. Nói chung là em ra tay luôn. Thì em mới hỏi anh một câu là: anh ơi, em muốn suy nghĩ đến chuyện chín chắn và lâu dài với anh, thì anh nghĩ sao? Phải đợi khoảng mấy tiếng đồng hồ anh mới trả lời lại là: em có sợ anh quá lão so với em hay không? Giờ ở thanh niên, đàn ông người ta thường 40 người ta lấy cũng có nữa hả? Bạn 35, tôi 36 mà thấy tôi trẻ hả bạn? Đúng không? Mới lấy vợ đây nè. Thì Dũng trả lời như thế nào? Đấu tranh tư tưởng dữ lắm. Rồi cuối cùng thì khi cô ấy trả lời đồng ý thì mình đã quyết định là hai từ đó hai đứa quen nhau. Rồi quen nhau là hai người tự biết hay là có đến đặt vấn đề thẳng với gia đình không? Dạ vì tụi em quen nhau thì cũng chỉ khoảng 4-5 tháng thôi. Là đề cập đến vấn đề cưới nhau luôn. Nhưng mà lý do gì mà em phải lấy sớm dữ vậy? Cái khi đó thì tuổi tác cũng đã lớn, là 33 rồi. Mà đợi đến lúc cô ấy học xong đại học thì cũng là 4 năm, cũng gần 40. Mà khi đó mà nghe nói là 35, đợi ông 35 chắc yếu đi vậy này. Cho nên là cũng phải lo. Phải không? Lo cưới trước. Ai người nào nói qua 35 yếu đi, chứ không biết 6 rồi thấy cũng thật. Cũng nghe vậy đó, em cũng biết sao đó, nhưng mà tới giờ thì cũng gần mé 35, thấy cũng còn vậy tốt. Được đó, còn được. Không, cái chuyện này thì tôi với bạn sẽ gặp nhau ngoài bàn nhậu sẽ đi hơn. Vậy thì anh hỏi là sau khi mà hai người lấy nhau về thì có những cái điều gì ở ông chồng này khiến em bất ngờ? Em cũng hay rất là bực là anh ấy không có bao giờ chịu nghe ý kiến của em hết. Cứ hỏi rất là tất tần tật. Hỏi em ơi, cái này sao, nhưng mà khi mà em đưa ra ý kiến như vậy rồi thì anh cũng làm theo ý mình. Tại em có nít mà, trong mắt của anh em chỉ là một đứa nít thôi. Bây giờ còn đang đi học mà. Mà em nó có những cái chuyện rất là đơn giản, tại vì em nói ra là vì em đã có kinh nghiệm trong chuyện đó rồi. Em chắc chắn gì? Em nói ví dụ chuyện nhỏ là chuyện pha sữa cho con thôi. Em nói thôi anh pha sữa đi. Nó em ơi, giờ pha 80 hay là 120ml đây? Cái em nói thôi con mới ăn á, thôi anh cho uống 80 thôi, uống nhiều quá là coi chừng nó ọc hết luôn á. Thì nó thôi giờ pha 120 đi. Đó. Nghĩa là làm cho lợi gan hả? Cuối cùng là con có bị ọc sữa không? Thì con bú đâu hết 120, con cũng bú khoảng nửa bình đó thôi. Đúng rồi, con khoảng 60-80. Con bú 60, còn lại ổng bú. Đúng rồi. Dũng có cái phát hiện gì thực ra thì khi mà quen cổ thì cổ rất là hiền lành, dễ thương mà dễ thương lắm. Nhưng mà khi mà lấy về rồi mới biết cổ dữ quá. Gì? Dữ quá. Người gì mà dữ hả? Dữ quá. Có tên đâu mọi người? Dữ. Rất dữ. Mà cái thứ hai là hay nhai nữa. Cái việc cứ hay nói đi nói lại những chuyện đó là cằn nhằn rồi nhai đó nha luôn. Đặc biệt cao cái là cũng hay rất thích hay hành hạ chồng. Trời. Hành hạ sao? Có giống như là cái cô dâu hồi nãy không, đạp ông chồng á? Dạ không, em dễ thương lắm anh. Mỗi lần mà ảnh nhậu về dựng xe đó là lăn lên giường ngủ, không thay đồ tắm rửa, không cần quan tâm đến mọi chuyện xung quanh như thế nào. Thì em bực mà, em đâu có chịu đâu. Thế là em bắt ngồi dậy đi giặt đồ cho con. Sau đó thì rửa chén hoặc là bật nhạc lên, bắt đứng nhảy. Khi bắt dậy tập thể dục quơ tay quơ chân nữa. Trời ơi, cái là hành hạ trí thức của em. Còn có bắt làm gì khác nữa không? Bình thường làm cái đó mệt rồi, nhậu vô làm mệt hơn cái gì. Ông cẩn thận đập một cái rồi để ngủ khỏe đó. Bởi vậy mỗi người mỗi phương pháp á. Tuổi thiệt lắm
tôi mà nhậu vợ tôi bắt tôi làm gì chắc có lẽ là chắc tôi bỏ tôi đi. Mà Dũng có thấy là cái phương pháp đó Dũng sợ à, thiệt. Sợ thiệt đúng không? Khủng khiếp lắm luôn á. Theo chị thì chị thấy rằng á là chồng em là quá là hoàn hảo, chị cảm giác như vậy. Vậy giờ em còn mong muốn anh thay đổi cái gì nữa không? Thì em chỉ mong anh chịu nghe ý kiến của em. Hoặc là ví dụ như ý kiến của em không hợp lý, anh có thể chia sẻ. Và đừng có em nói xong rồi anh lại làm theo ý anh, làm cho em có một cảm giác không được tôn trọng. Em không thích như vậy. Còn một chuyện nữa là ngoài chuyện nhậu thì rất là yêu bạn ạ. Khi mà bạn mà gọi nhắn tin một chút thôi, cà phê nha, cà phê không, hoặc là nghe được cái câu là ờ ngồi đấy đi, chút tao ra là em biết bạn là đang ăn cơm, đang làm việc, là một chút cũng phải ghé ra cho bằng được. Nghĩa là rất thương bạn đúng không? Tôi thấy như vậy nè, ở đây á, hai bạn có một cái mà có thể là hai bạn người chưa thực sự hiểu nhau. Tại sao vợ em hay cằn nhằn? Bởi vì chị nghĩ như vậy, đó là cách hành xử của một em bé đối với một người lớn. Tức là một đứa nít với người lớn là vì sao? Thấy người lớn không quan tâm tới mình nhiều, cho nên bây giờ cố vậy đó để mà người lớn dành cho mình cái thời gian nhiều hơn. Ngược lại á, thì hai cái điều em mong mỏi nè, là cái điều thứ nhất á, chịu lắng nghe, thì cái đó anh phải nghe lời. Tức là anh phải sửa cái điều đó, anh phải lắng nghe vợ anh và anh phải thấy rằng vợ anh cái nào là đúng, cái nào là chưa đúng. Khi chưa đúng anh sẽ góp ý làm sao để cho cổ đúng, để chi ra đời của tự tin, sau này cô học xong cô còn đi làm nữa. Nhưng còn cái vế thứ hai về bạn bè thì em không nên để chồng em mất đi cái bản tính đó. Anh ấy xuất thân từ làm cán bộ đoàn thì thường những cán bộ đoàn họ rất là hòa đồng và họ tạo cho người khác một cái cảm mến. Chính vì cái tánh đó của ảnh mà em yêu ảnh từ hồi tiểu học, đó là một cái tánh rất là tốt. Chỉ có điều là hợp lý về thời gian dành cho vợ con nhiều hơn, đúng không? Và khi em đã hiểu ra rồi chắc chắn là hai bạn đều sửa được, đúng không nào? Chúc hai bạn hạnh phúc. Chúc con. Con xin được giới thiệu, con là Nguyễn Đức Anh. Năm nay con 33 tuổi. Con đang là đạo diễn hình ảnh. DOP. Dạ. DOP là dạ, con công tác ở con ở Sài Gòn là chính ạ. À, chính. Và con ở được 8 năm nay rồi. Nhưng mà trước đây thì con đã từng tham gia cái công việc DOP là cho một số dự án nào rồi? Dạ, và trước đây thì là năm 2014 khi mà con đi vào đây là bắt đầu là con đi làm phim. Đầu tiên con là quay phim, con đã làm việc với anh Đức Thịnh. Và sau đấy là con làm việc với anh Hàm Trần. Xong rồi con làm việc tiếp với anh Charlie Nguyễn. Và đạo diễn Quang Huy thì đã có gặp cô Hồng Vân năm 2019 ở phim 30 chưa phải Tết ạ. Ủa sao cô cháu mình không nhận ra nhau ta? Đấy, thế là cô không nhận ra con rồi. Đất ơi, chắc là có sự thay đổi gì đó. Dạ. Không, chắc là cái đợt đó phim đó mình bão tố nhiều lắm quá ha. Vâng. Đợt đó đang bão đúng không? Vâng, đang bão ạ. Một cái phim mà con chưa giờ con đi một cái phim mà thấy là một tháng thì có khoảng độ đến 5 cơn bão thì đoàn đã phải dừng lại. Rồi, và đoàn phải chờ. Bão tố quá. Dạ vâng. Đấy, tuổi trẻ tài cao. Rồi mời con. Và con xin được gửi lời chào đến cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận ạ. Và tất cả các khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Con xin tự giới thiệu, con là tên là Ly ạ. Và hiện tại là con 31 tuổi và con đang kinh doanh về thời trang và làm đẹp ạ. Nhưng mà bây giờ là Ly và Đức Anh là đang sinh sống ở tại thành phố Hồ Chí Minh đúng không? Dạ vâng ạ. Quận mấy vậy con? Dạ con đang ở quận 2 ạ. Rồi. Bây giờ chúng ta vợ chồng đều có những cái thành tích khủng trong gọi là thị trường, môi trường, đúng là rồi. Đường mày... trường ha con ha. Nói chung là có liên quan tới showbiz đúng không? Đó. Rồi nhưng mà trước đây thì không biết là hai bạn là gặp nhau trong một cái trường hợp nào? Có phải là trong một cái dự án phim ảnh gì đó, hay là trong một cái dự án thời trang gì đó? Thì bây giờ chia sẻ cho chú Thuận và cô Vân biết là cơ duyên nào các bạn gặp nhau. Em nói anh. Thực ra là bọn con vừa mới cưới cách đây khoảng tầm 4 tháng ạ. Và trước đây con ở ngoài Hà Nội và bây giờ con mới chuyển vào trong Sài Gòn để bắt đầu một cuộc sống mới. Thì thực ra là trước đây là con với cả anh Bi là cũng là bạn bè của nhau trên Facebook từ năm 2012, có rất là lâu rồi. Nhưng mà gần như là không tương tác với nhau, cũng không có ấn tượng gì cả. Thi thoảng là Facebook có cái ngày mà hiện lên là hôm nay là sinh nhật của ai ấy, thì con có nhắn tin chúc mừng sinh nhật anh. Đấy, kiểu tương tác thôi. Và con cũng không nhớ luôn, cho đến khi về sau xem lại lịch sử thì con mới biết. Đến năm 2010, con nhớ là năm 2017, đó là đợt bọn con chuẩn bị cưới ấy. Con có viết cái lời thề nguyện ấy, thì con bắt đầu mới loát lại hết tất cả tin nhắn để con xem lại là anh ấy nhắn tin cho con từ bao giờ. Hóa ra là nhắn tin cho con từ năm 2017. 2017 là con nhắn tin kiểu thả thính chào bạn. Vâng. Kiểu con nhưng có ăn cái gì. Năm 2022 mình mới cưới nhá, chứ không phải 2017 nhá. À 2017 ư? 2022 mình mới cưới. Đúng rồi. Nhưng mà 2017 là đã thả thính rồi, đúng không? Đó, nhưng mà con không để ý. Thực sự là cái cảm giác á, mà giống như mình lấy cái người chồng của mình
xong rồi á mình mới lục lại, phát hiện ra là ý cái người chồng này mình biết lâu rồi á, nó ngộ lắm nha, thật sự luôn. Ủa nhưng mà là tại sao lại là con không để ý tới cái tin nhắn đó của bạn này? Tại vì thực ra là con làm kinh doanh trong lĩnh vực thời trang ấy, thế là một ngày có rất nhiều khách nhắn tin để mua hàng. Thì con cứ up một cái gì đấy lên, thì năm 2017 là anh ấy có trả lời các cái story của con, nhưng thực sự là con không trả lời lại và con cũng không biết luôn, có nghĩa là nó bị trôi đi, gần như là con chỉ là trả lời những cái tin nhắn của khách hàng thôi. Còn tin nhắn của con trai là gần như là con không trả lời luôn. Quan tâm đến công việc hơn là quan tâm đến người chồng sắp cưới. Đâu có, người ta phải chú tâm đến lợi nhuận mà đang làm ăn mà con. Ủa nhưng mà thắc mắc nha, tại sao lại cưới rồi thì mới lục lại những cái tin nhắn? Không phải là tụi con quen nhau trên Facebook rồi từ từ tình cảm nảy nở rồi dạ, đến với nhau? Năm con nhắc lại chuyện cũ một chút là năm 2020 bọn con mới quen nhau. Là bắt đầu bọn con mới gặp nhau ở ngoài đời. Đó. Nhưng mà trước đó là con đã nhắn tin thả thính một mình mà cô này không hề biết. Thả thính đơn phương đấy. Nhưng mà các bạn là gặp nhau quen nhau là trên mạng hay là trên do mạng? Trên mạng trước ạ. Trên mạng. Vâng. Nhưng mà không, ý chú nói là để mà quen nhau á, cái tình cảm nó khăng khít là do là trên mạng luôn hay sao? Dạ không ạ, ở ngoài đời chứ ạ. Ngoài đời. Sau này sau năm 2020 là hai người gặp nhau ở ngoài đời. Dạ vâng. Đúng không? Là gặp nhau trong sự tình cờ hay là có sự tác động nào đó? Dạ con chủ động. Thứ ba. Chủ động. Vâng. Có nghĩa là năm 2020 là năm đầu dịch ấy, thì chồng con có nhắn tin cho con, gọi là tích cực trả lời story hơn. Và cũng kiểu kể lúc ấy đợt đấy là con đang có một cái cuộc khủng hoảng tài chính, giống như kiểu là kinh tế bị lung lay, thế là con có rất nhiều chuyện buồn, con chia sẻ lên thì anh ấy còn nhắn tin hỏi là thế đã xử lý xong chưa rồi bla bla, thì đụng chạm đến kinh doanh thì bắt đầu con mới trả lời lại. Thế là hai bên cứ nhắn tin qua lại. Thế xong rồi con nhớ là có một cái tin nhắn là anh ấy bảo là cái gì nhở, em đừng nghĩ là anh là người thế này thế kia, nhưng mà anh muốn mời em đi coi phim được không? Và lúc ấy con trả lời luôn là em xin lỗi em không đi được. Thế xong rồi anh ấy vẫn kiên trì nhắn tin cho đến khi mà lúc đấy đang có một cái chương trình rất là hot ở trên Netflix, thì anh ấy nhắn tin bảo em xem cái chương trình này đi. Thế là đến lúc ấy con xem thì bắt đầu mới nhắn tin qua lại là chương trình này hay nhỉ, chương trình em thích bạn này bạn kia. Thế bọn con bắt đầu nói chuyện và bọn con hẹn gặp nhau ở ngoài Hà Nội cũng là đầu năm 2020, tháng 4 năm 2020. Là lúc đó mới gặp nhau lần đầu tiên. Mới gặp nhau ạ. Thế thì cái lúc mà cảm giác đầu tiên lúc mà tụi con gặp nhau ở ngoài đời ấy, thì dạ, nó như thế nào? Con có ưng bạn này không? Có thích không? Bạn này không? Đang hỏi bạn này thì chắc chắn thích con rồi, cho nên cô không có hỏi bạn là vì lý do đó. Cô chỉ hỏi con thôi. Đúng. Lúc đấy thực sự là lần đầu tiên bọn con gặp nhau là bọn con hẹn nhau đi ăn lòng nướng. Đó. Cô tưởng tượng xem là nếu như mà mình có thích bạn trai đấy, chắc chắn là mình sẽ chọn đi ăn một cái chỗ nào đấy nó sang trọng, nó lịch sự một tí để lại con nhã nhặn, vì là đó ăn chút đỉnh rồi này kia, là ăn lòng nướng là phải tận hưởng. Ảnh gợi ý là ăn lòng nướng hay sao? Con ạ. Con lấy. Vâng. Thế là nếu mà mình thích ý, hoặc là mình kiểu chuẩn bị cho cái cuộc hẹn đấy, thì mình sẽ kiểu ăn mặc rất là xinh xắn đẹp đẽ. Thì con có kể cho một nhóm bạn thân của con là hôm nay đi gặp thử anh này, không biết như thế nào, thôi cứ đi gặp. Lúc đấy hoàn toàn trong tâm trí của con là con thấy là anh ấy rất nhiệt tình. Rất nhiệt tình, nên là con cũng muốn là đi gặp cho vui. Tại vì bình thường là hầu như là con không bao giờ mở rộng các cái mối quan hệ của con ấy. Thường là con cũng không nói chuyện với cả các bạn nam lạ, hoặc là bạn người này người kia bảo giới thiệu con cũng không đồng ý luôn. Thế là lúc đấy là con không nhớ là mặc cái gì, nhưng đại loại là mặc rất bình thường. Xong rồi hai anh em đi ăn lòng nướng, xong rồi về con chỉ bảo bạn con là cao cũng được, thôi cũng làm hình ảnh cũng thích, cũng ok. Thế là hoàn toàn là chưa có thích nha cô nhá. Thế xong rồi mãi đến anh cưa con khoảng tầm từ tháng 4 cho đến tháng 8 bọn con bắt đầu mới yêu nhau. 4 tháng đó. Và 4 tháng. Trong suốt cái quá trình đấy bắt đầu giống như là mưa dầm thấm lâu. Có nghĩa là, không có nghĩa lúc đó là con đang ở Hà Nội. Dạ vâng, lúc đấy. Lúc đấy là ở trong Sài Gòn bắt đầu là cuộc dịch đầu tiên. Đấy thì là bắt đầu bọn con còn phải chạy xe ô tô ra, tại vì lúc đấy là lockdown hết, là mình không còn phương tiện máy bay hay là không còn tàu hỏa hay là những cái phương tiện khác, chỉ có mỗi cái ô tô cá nhân, thì bắt đầu là mình tự đi từ Sài Gòn và con và hai người bạn nữa là bắt đầu đi ra ngoài Hà Nội. Dạ vâng. Rồi đó là lúc đó là tụi con gặp nhau đi ăn lòng nướng là ở thời điểm đó. Vâng ạ. Dạ, đúng không? Mà lúc đó là Hà Nội thì chưa có lockdown gì hết. Chưa đâu. Hà Nội lúc đó mình mãi sau này mình bị ở đây, xong rồi mãi sau này Hà Nội mới sau mình cơ, mà Hà Nội là sau. Mà không ảnh hưởng nhiều. Nhưng mà là đợt đó con ở ngoài đó là 4 tháng. Vâng, con không, cái đợt đầu tiên của Sài Gòn của mình ấy năm 2020 ấy, tức là có 2 tháng là bắt đầu đã thả. Con nhớ là 2 tháng hay 3 tháng con cũng có trở lại đây lần đầu ấy. Thì là lúc đấy là Sài Gòn con đã đi vào đây lại, xong rồi con lại đi ra, tức là con cứ làm việc xong ở Sài Gòn là con lại lập tức con bay về để con làm việc tiếp.
Chứ là lần nào cũng gặp cái gì đúng không? Lần nào cũng là lòng nướng hay hoặc là bún tôm. Mấy lần sau chắc phải chuyển món chứ nào. Đấy là lần đầu tiên ạ. Nhưng mà là trong suốt cái thời gian mà trước khi con gặp cô Ly á, là con không có một mối tình nào hay sao? Dạ. Tại vì cái công việc của con là tiếp xúc với diễn viên, tiếp xúc với người mẫu, phải nói là nó không quá khó. Vâng, tại vì con thì chia sẻ là trước đấy thì khoảng con tập trung cho công việc là tầm từ 2017 cho đến 2019 là con không yêu ai. Đấy thì mình tập trung lại để con phát triển lại, con định hướng lại nghề nghiệp xem là, tại vì năm nay là cái năm đấy là trước 30 thì là con cũng muốn là đàn ông trước 30 tuổi thì phải có chỗ đứng và có một cái tài chính mà ổn định để mình còn tính tiếp cái chuyện là cưới vợ. Tại vì ở nhà con là bố mẹ con cũng luôn luôn mong muốn con là cưới vợ, cũng khoảng ngoài 30 là mình phải cưới. Thì con cũng muốn là 33 tuổi thì là vừa. Tại mẹ có thúc giục không? Dạ. Mẹ có thúc giục không? Có. Mẹ là... Như thế có nghĩa là trước khi gặp bạn vợ á, là con coi như là con không để tâm chuyện yêu đương đúng không? Dạ vâng ạ. Con xác định là công việc thôi. Xác định công việc ạ. Ừ, vớ va vớ vẩn đồ một ngày hai ngày rồi thì có thể, nhưng mà còn để mà tiến tới chuyện lâu dài là con chưa nghĩ, chưa hề nghĩ tới. Dạ vâng, con chỉ tập trung công việc. Hình như con cũng vậy sao đúng không? Vâng. Như trước khi gặp anh ấy, như là con cũng lo trong cái việc của con thế này. Cái gì mà dính tới buôn bán làm ăn thì con trả lời, còn trước đó là vớ va vớ vẩn linh tinh là con cho bát qua luôn. Không tiếp xúc với nam đúng không ạ? Thực ra là cái môi trường của con, tất cả bạn bè của con với cả công việc của con ấy thì đều liên quan đến các bạn nữ. Và hầu như là con không tiếp xúc với các bạn nam ấy. Trước khi gặp chồng con là hình như là con có kết thúc một cái mối tình trước là năm 2019. Và sau đó là con bị cuốn vào công việc ấy, với cả đợt đầu dịch ấy tự nhiên tất cả mọi thứ nó xáo trộn ấy ạ. Thế là mình phải sắp xếp lại rồi cắt giảm nhân sự các thứ, nói chung là rất là nhiều việc. Tập trung cho công việc thôi. Cho đến khi ảnh xuất hiện, ảnh mưa dầm thấm lâu 4 tháng trời là thua được. Kiên trì quá. Vậy thì cái cú twist nào, cái cú knock out nào mà con quyết định là con chấp nhận là bạn gái của anh? Thực ra ấy, có một cái câu chuyện này mang tính là tâm linh ạ. Đấy là con với cả một chị bạn thân của con hay đi xem bói. Thì trước đây bọn con đi xem bói và có một bà bói, bà nói rằng là chồng con sau này sẽ cao, da ngăm đen, mặt vuông chữ điền. Thế là suốt cái khoảng thời gian đấy, con cứ nhìn thấy anh nào mà bảo là giống như thế, bảo ui chồng em. Thế là cho đến khi mà con gặp anh Bi. Đây thì... rồi. Vâng. Mặt vuông chữ điền nè. Nhưng lúc đấy con chưa nhận ra, tại vì lúc ấy mình không để tâm. Thế là người chị đi xem cùng con mới bảo là chị nói thật với mày nhá. Đây, chồng mày, chị cảm nhận đây là chồng mày. Nhưng mà mày đấy, cứ từ từ để xem như thế nào. Thì anh Bi lại rất được điểm với tất cả các bạn của con, từ bạn nữ cho đến chồng của các bạn con. Đấy là một điểm cộng rồi. Và có một cái điểm cộng thứ hai là trong lúc thời gian chồng con cưa con á, chồng con rất là từ tốn, nhẹ nhàng, rồi thi thoảng lại điểm thêm một số các cái tình tiết kiểu Hàn Quốc. Ví dụ như là đang đến nhà anh chơi, ngồi xem phim chẳng hạn, tự nhiên anh đi vào phòng trong, con không hiểu, bảo ủa ông đi đâu nhở. Rồi đèn đang kiểu tắt mờ mờ, xong rồi sau đó là anh ấy đi ra từ đằng sau, anh ấy cầm một bó hồng, anh ấy lật ngược vào trước mặt con. Đấy, với cả một chi tiết nữa là hôm bọn con đang trên đường đi chơi cả nhóm bạn với nhau thì con để quên son, thì con mới hỏi bạn con là có mang son không, chị để quên son rồi. Thế là anh ấy ấn vào xe phát ra một thỏi son mới rồi đưa cho con. Anh định tặng em lần sau, nhưng bây giờ em cần thì anh đưa. Đúng, không biết là chồng con có set up trước không. Đấy, có những cái chi tiết là rất là nhỏ. May mắn thôi em ạ. May mắn à? Không, ông trời sắp đặt. Với cả thực ra là duyên mà. Đối với con ấy thì cái tiêu chuẩn chọn người yêu của con ấy không có quá nhiều yêu cầu. Con chỉ cần một người thật sự là chân thành và ấm áp. Đấy là hai cái mà con tìm mà con muốn trong cái mối quan hệ khi mà mình đến với một ai. Thì chúng con có hết. Bi có hết. Có hết, nhưng mà đấy, sau này thì không biết rồi. Như lại là bất ngờ nữa. Nó làm là những cái điều bất ngờ. Viết bạn này vẫn lãng mạn theo kiểu rất điêu bi em ạ. Đúng rồi, em định nói đó. Rất là anh ấy là làm hình ảnh mà. Anh ấy tất cả những hình ảnh đẹp rồi, là công tác của điêu bi, đúng không? Ông nói chuyện với con, cô dần dần nhớ ra rồi. Cô nhớ rồi. Cô cháu mình cũng có đã nói chuyện ở trên cái đường ray mà gọi là Dolly đó. Rồi nhớ ra rồi. Tóc chú lúc ấy không như này. Cho nên là hôm nay hơi điệu điệu tí cho dạ nên vâng. là hôm nay lên chương trình thì phải điệu điệu tí không ạ? Ok đó. Vậy là trong cái khoảng thời gian là 4 tháng để mà ảnh cưa đổ được con, thật ra đối với ảnh thì chắc chắn là phải từ chân thành rồi. Với những cái sự chuẩn bị bất ngờ và nó đặc biệt như vậy, chuyện mà cưa đổ cô gái này là chuyện đương nhiên, đúng không? Và sau đó là tình yêu là bao lâu thì mới cưới? Dạ bọn con yêu được khoảng từ đấy đến 2022. Thì tức là hơn 2 năm. Đến hôm nay tụi con yêu xa. Dạ vâng ạ. Vì hết dịch là con vẫn phải vô đây con làm. Dạ vâng ạ, đúng rồi. Như vậy là chắc chắn là phải có yêu xa, có trục trặc gì không?
chia tay đúng không? Con nhớ là yêu xa mệt lắm. Con cũng có một lần cãi nhau to. Thường thường thì cũng không tranh luận với cãi nhau nhiều đâu ạ. Tại vì là thực sự là cũng lớn rồi, với cả là mỗi người có một cái sự nghiệp riêng. Với cả là khi bọn con đến với nhau ấy, cả hai bên đều rất cảm thấy gọi là an toàn. Thực ra là an toàn trong mối quan hệ. Đó là anh Bi là người đầu tiên trong các mối quan hệ của con, mà con cảm thấy là con không phải lo lắng xem là ủa sao không nhắn tin cho mình nhỉ, anh ấy đang làm gì nhỉ, anh đi quay có gặp ai không. Đó là khi mà yêu anh Bi thì con hoàn toàn là cảm thấy an toàn, nên là quãng thời gian đấy gần như là không có sóng gió gì, cho đến một lần là hình như là đầu cuối năm 2021. À không, cái đấy là tháng anh nhớ là tháng 5 năm 2022 Sài Gòn có một cái đợt dịch, là đợt đấy con nhớ là ở trong một cái đợt dịch mạnh nhất của Sài Gòn. Không, 2021. À, 2021. 2021 thì là mạnh nhất của Sài Gòn, mà là, từ là cái giáo sứ gì đấy con không nhớ không nhầm, thì là từ đấy bắt đầu mọi người đó và mọi người tỏa đi. Tháng 3 tới tháng 11. Dạ vâng. Thì cái tháng 5 đấy là cái tháng đỉnh điểm, bắt đầu là đỉnh điểm của Sài Gòn, 30 tháng 4, 1 tháng 5. Đấy con nhớ đúng rồi. Thì cái thời gian đấy là cái thời gian mà ở trong này thì vẫn còn công việc, con vẫn còn công việc đến tháng 6 luôn. Tức là lịch của con là đến tháng 6, nhưng mà lúc đấy là mới đến tháng 5 thì bắt đầu vợ lại nhắn tin là tôi chia tay đi, mà chả nói bất cứ một cái chuyện gì cả, con cứ bất ngờ hoàn toàn luôn. Thế là con mới gọi điện cho mẹ của con, và con mới bảo, con mới nhờ là mẹ phân tích giúp con là xem tại sao lại đang bình thường mà lại vợ lại người yêu lại nhắn tin là thôi chia tay đi hả mẹ, không có lý do luôn, không lý do luôn. Mấy con chưa phân tích được ra, mẹ con mới bảo là thôi con cứ đi về đi, con đi về đi, con xem làm sao, rồi bắt đầu con đi sang nhà Ly rồi con giải quyết, xong rồi con xem hai đứa thì con nghĩ mẹ nghĩ là ở gần nhau thì nó sẽ giải quyết tốt hơn là bọn con ở xa. Tại vì hai đứa đều có công việc riêng, mẹ cũng biết là rất là bận. Thế là con bắt đầu con mới tức tốc con đi về. Thế tại sao thế con? Sao thế? Người ta đang khủng hoảng dịch, quá dịch, thế là một phát một nữa thì có chẳng thà tôi bị Covid còn hơn. Đây là lần đầu tiên con chia sẻ về câu chuyện đấy. Thì thực ra là con cũng là một người có cá tính rất là mạnh. Và khi đến với một cái mối quan hệ lúc đấy là tầm gần 30 tuổi rồi, thì con cũng đặt một cái khoảng thời gian nhất định để bọn con tìm hiểu nhau. Lúc đấy con cũng có nói với bạn bè là bọn con sẽ tìm hiểu trong vòng một năm. Nếu trong vòng một năm mà bọn con không có tiến triển, hoặc là không gọi là không cảm thấy có thể về một nhà ấy, thì con sẽ dừng lại mối quan hệ đấy. Tất nhiên là con chỉ nói với bạn thôi, con không nói với cả chồng con. Thế là đến, tại vì là chồng con thì là làm việc ở trong Sài Gòn, còn bố mẹ chồng con thì lại ở bên Nga. Thế nên là suốt quãng thời gian đấy là con chỉ giao tiếp với cả mẹ chồng con ở qua FaceTime thôi. Thế là chưa gặp ở ngoài bao giờ. Thế là tình tại cảm. Tại vì năm dịch là bố mẹ con cũng hoàn toàn không có về được Việt Nam. Chuyến bay thì không có, chỉ có chuyến bay cứu trợ, thì con cũng bảo bố mẹ con là thôi ở bên đấy cũng được. Thế là bố mẹ con ở đấy mất một năm. Là tổng là 2 năm mới về đến nhà. Cho nên là con cảm thấy không an toàn, mà cảm thấy là chưa có sự gắn kết. Con cũng không có một cái câu trả lời rõ ràng. Thế xong rồi lúc đấy thì bố mẹ con thì cũng kiểu nói chung là hỏi cũng rất là nhiều. Thế hai đứa có tiến đến với nhau không hay là như thế nào đấy. Thì lúc đấy gần như là con, tại vì mình là người kiểu chủ động, với cả là mình là người cũng cá tính rất là mạnh, thì lúc đấy con bảo anh Bi là thôi bọn mình dừng lại đi, tại vì là con thấy là không hợp nhau. Tất nhiên là con không nói cái lý do. Về sau này khi mà bọn con gần lấy nhau rồi, bắt đầu con mới kể cho chồng con. Thì con nhớ là lúc đấy là con rất là quyết liệt, và một khi mà con đã bảo chia tay là con không liên lạc luôn. Con nhớ là anh nhắn tin cho con rất nhiều, con còn chặn lên Facebook, chặn luôn, chặn hết mọi cổng thông chặn tin, chặn hết tất cả mọi thứ. Hóa ra là vợ sốt ruột cô ạ. Rồi sao mà lúc đó con giải quyết sao? Thì là con bay về, xong rồi đến khoảng một tuần sau bắt đầu con mới nói chuyện được với vợ qua một người bạn, một người bạn thân của vợ. Thì bắt đầu con cũng nhờ tư vấn, rồi bắt đầu con cũng kể hết lại sự tình, rồi kiểu con cũng hỏi xem là lý do tại sao là Ly cần như thế nào. Thì bạn của Ly thì mới trả lời là Ly thì hoàn toàn đơn giản, không phải cái chuyện giàu nghèo hay là kinh tế, mà là đang muốn ở gần với cả anh, thì anh phải cố gắng anh ở gần nhiều hơn, anh quan tâm rồi anh chia sẻ rồi mọi thứ. Tại vì dịch thì ai người ta cũng phải là khó khăn. Thì anh cần, Ly cần một người ở bên cạnh để Ly yên tâm thôi. Chứ còn đã dịch thì là tình hình chung của cả thế giới. Ở lúc đó sao? Bay tới nhà Ly liền đúng không? Dạ, thì một tuần sau con mới lên được. Chứ ngày đầu tiên là... Ly ở Châu mà đúng không? Ở đâu? Dạ, Ly ở nhà đó. Ở nhà. Cô ấy cấm vận ấy mà. Vâng, cấm. Không cho tới nhà. Không gặp. Ngăn sông cấm chợ. Nhưng mà tại sao con nghe cái đó, con không bay tới nhà liền luôn? Lúc đấy con phải về, con phải tại vì con là hướng nội part time, tức là về nhà thì mình phải suy nghĩ và mình phải hướng nội và mình phải suy nghĩ một cái cách mình phân tích. Còn ví dụ đi ra ngoài thì mình mới cần phải năng động và mình phải linh hoạt. Thì ở nhà con mới trầm tính, con mới ngồi, con mới suy nghĩ, bắt đầu con tìm cách. Và
Lúc đấy là anh Bi có hỏi quân sư bạn con rất là nhiều. Thực ra là con có nhớ là có hôm con đang ở nhà bạn con, và lúc đấy anh Bi định làm một cái bất ngờ là lên nhà bạn con để mua hoa. Nhưng mà không ngờ là bạn con lại nói với con, xì với con. Thế con bảo thôi stop stop, không, tôi không em đi. không gặp à, con rất là quyết liệt. Nhưng mà vấn đề là lại bị đội của mình coi như là có hai bán đứng mình, và bán đứng tim đúng không? Rồi bây giờ nè, chú đang rất muốn biết cái lúc mà con tới nhà Ly và con gặp Ly thì nó như thế nào? Dạ. Và làm cũng sao để hóa giải mọi thứ? Dạ, lúc đầu đến thì cũng cửa là đóng im ỉm, cũng kịch liệt. Thế là cũng cứ vòng trong vòng ngoài là mình nói chuyện qua, giao tiếp qua cái cửa, sau cái nghĩa cửa. Nghĩa là cô vẫn đứng ở, dạ, ở trong cửa. Dạ vâng. Còn con đứng ở ngoài đúng là buổi tối hay ban ngày? Dạ vâng, buổi tối con đến nhà thường con đến buổi tối. Dữ ha. Vâng. Về hình ảnh hay đó ha. Vâng. Cái máy đó. Một top shot trên cao. Chính xác. Đúng không? Top shot. Như bộ phim le lói. Vâng. Đấy, bên ngoài thì cứ xin lỗi và bên trong thì cứ thôi anh đi về đi. Đi về đi. Có một cái đô ly nhẹ nhẹ. Vâng. Rất là ca mà. Và đến có rồi. Kết thúc câu chuyện là cổ có mở cửa ra? Dạ, cũng phải mất đến 30 đến 45 phút sau mới mở cửa. Tại vì may quá mình lại có bố mẹ của vợ rồi sao là nữa? cũng ủng hộ mình. Rồi sao? Dạ vâng, dạ. Rồi một cái ôm thân thiết đúng không? Dạ, đi vào ôm thì vẫn đạp ra nhoay nhoáy luôn chứ cũng không phải là được ôm ngay đâu ạ. Lại drama tiếp. Lại drama tiếp, phần 2 tiếp, lại nhạc lại nổi lên. Dạ, sau hôm đó là có hòa lại không con? Thực ra là đúng lúc đấy thì cả Hà Nội với cả Sài Gòn lúc đau được đấy. Thế là con bảo là bây giờ thôi, thì bây giờ là đang block như thế thì con sẽ về nhà anh Bi, tại vì là bố mẹ chồng đều ở bên kia. Thì mẹ con cũng đồng ý, mẹ con bảo bây giờ cho hai đứa một cái khoảng thời gian. Đấy, khoảng thời gian để kiểu ở với nhau xem như thế nào, hiểu nhau hơn. Thì cái khoảng thời gian đấy thì bọn con ở với nhau thì cũng giải quyết được những cái khúc mắc. Và mẹ chồng con thì cũng gọi điện về xong rồi nói chuyện. Và cũng bảo là đến đầu năm sau thì sẽ về Việt Nam để gặp bố mẹ con. Đấy là dần dần là tình cảm kết nối Coi như là quyết định sống thử với nhau luôn. Vâng. Bao lâu? Dạ lúc đấy là cũng đợt dịch thì cũng phải tầm 3 tháng ạ. 3 tháng. Thì con cũng lại phải chờ Sài Gòn mở cửa con mới về đúng được rồi, Sài Gòn. Đúng rồi. Và trong cái khoảng thời gian các bạn sống thử với nhau thì có thấy những cái cá tính cũng như là những cái tính cách nó hợp được với nhau và hoặc là nó bù trừ với nhau không? Dạ con thì ở nhà thường là con nấu ăn và Ly là rửa bát. Thì cái mà để mà con thấy lúc mà con thấy thương Ly nhất thì là rửa bát thì không bao giờ khéo đâu ạ. Đã không biết nấu cơm thì rửa bát làm sao mà khéo được. Thế là con đã dặn trước là có một cái cốc vỡ đây nha, em cẩn thận đi. Nó bị nứt ở cái vành. Thế là mẹ này thì mẹ cứ xoáy thôi, rửa bát rồi mẹ cứ hăng. Đấy. Rồi xoẹt. Mà bình thường thì lại đeo găng, nhưng hôm đấy thì lại không đeo găng. Ồ, thế là lại drama nổi lên. Máu. Thế là máu nó đổ máu luôn. Thế không là cấu. Không cấu mà là khóc rất thê thảm, mà khóc quả đấy là mà thấy thương lắm. Thôi chết rồi, con tưởng lúc lòng. Đấy con đứt mất cái tay rồi. Vâng. Tại vì mất con. Vâng. Cận. Ui, tôi chết rồi, anh ơi, đứt quá. Tay rồi, em phải mất cái tay này rồi anh ạ. Quá drama. Drama lại nổi lên. Vậy là xong 3 tháng đó thì tụi con quyết định là về chung một nhà, dạ, đúng không? Vâng. Đây là vợ mình rồi và đây là chồng mình rồi, dạ, đúng vâng. Không? Nhận ra nhau. Dạ vâng. À, như thế là cưới được 4 tháng. Mới đây mới được đầu tháng 9 tháng 9 năm 2022 là mới đây thôi đó. Dạ vâng. Quá son luôn đó. Dạ vâng. Và đúng rồi, mới tinh tình đấy. Đấy mà xong con quyết định là sẽ thôi bây giờ vào đây với chồng luôn đúng không? Hiện giờ là hai đứa đang ở quận 2. Dạ vâng. Cái nhà mình mua chưa hay là dạ bọn con vẫn đang kế hoạch để chờ 1-2 năm nữa tìm được một cái mảnh đất hoặc là tìm được một cái căn chung cư mà nó phù hợp với cả hai vợ chồng, tại vì nhu cầu cô biết và chú biết là trong này đi xa thì mình cũng không đành, mà bây giờ con cũng ưu tiên để vợ là vợ thích ở quận nào trước ạ. Để phục vụ chung cư đắt lắm. Dạ. Tôi có biết chọn. Bây giờ giá cũng đang rất là cao thì là con cũng phải từ từ. Đúng rồi. Dạ, thực ra là bọn con đã mua nhà ngoài Hà Nội rồi nhưng mà là chưa bàn giao, đến tháng 6 năm nay bắt đầu mới bàn giao. Thì lúc đấy thì thực ra công việc của con thì con cũng sắp xếp nó đâu ở đấy rồi. Thế lúc con có bảo với mẹ con là mẹ ơi mẹ, hay là cho con vào trong Sài Gòn con ở thử 6 tháng vì lấy nhau về con không ở xa chồng con được. Bây giờ ở xa nhau vừa lấy yêu thì ở xa cũng được, nhưng mà đến lúc mà lấy mà ở xa thì mình sẽ có những cái tủi thân chạnh lòng, cảm giác như kiểu mình đang vẫn chưa là người chưa chồng ấy. Thế là con bảo rằng là thôi cho con vào Sài Gòn ở thử 6 tháng cũng muốn đổi gió như nào. Thì lúc đó con tưởng mẹ con bảo thôi ở đây thôi các thứ, tại vì mẹ con hồi xưa bảo là chỉ thích lấy chồng nhưng mà vẫn ở gần. Nhưng đến lúc con vừa nói xong phát á, chắc là quý con rể quá bảo đi 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 không
Cái mẹ chồng tuyệt vời. Bây giờ con đã tính là hướng cái công việc của mình vô đây được chưa? Tại vì là con làm trong thời trang cả làm đẹp, thì hệ thống làm đẹp của con có ngoài Hà Nội với cả ở Sài Gòn hay rồi. Vâng. Còn thời trang thì cô chú biết là bây giờ gần như là bán on rất là nhiều. Mình có thể điều hành từ xa với cả ở tất cả bộ máy ở ngoài Hà Nội con là ổn áp rồi. Thế con cũng muốn dành thời gian cho chồng, cho gia đình với cả tập làm vợ. Thì con nói thật luôn là con lúc mà con lựa chọn anh Bi ấy, con suy nghĩ con lựa chọn anh Bi và quyết định đến hôn nhân ấy, thì với con thì khi mà con lựa chọn một người chồng thì con biết những cái điểm yếu của con. Ví dụ như điểm yếu của con là con không biết nấu ăn, không biết, chưa thực sự là một người vợ của gia đình ấy. Thì chồng con lại là một người rất là đảm đang, rất là chăm chỉ, cả truyền thống của gia đình nhà anh ấy cũng thế á, và rất là tình cảm. Bố mẹ của chồng con, bố mẹ của con với cả là chồng con, với cả là anh ruột của chồng con, mọi người rất là tình cảm dù là ở xa nhau. Thì đấy là những cái mà con thấy rằng là đấy là những cái thiếu của con, cũng như là đấy là sự lựa chọn khi mà mình tiến tới hôn nhân. Hay quá, chúc mừng hai vợ chồng đã tìm được một cái hạnh phúc, và đây là một cái hạnh phúc gọi là hạnh phúc là lựa chọn đó. Thế rồi 4 tháng ở với nhau, thế có bị ngỡ ngàng gì khi mà có một số thứ mà lúc yêu mình chưa biết không nhỉ? Dạ thì cái cũng... tật xấu nó đó. Lòi ra. Đến cái phần này là chắc là Ly cũng đã xem rồi đúng không? Con có chuẩn bị đến cái phần này không? Con biết là kiểu gì anh ấy cũng sẽ nói những cái điểm xấu của con, nhưng mà bản thân con cũng không bất ngờ với những cái điểm xấu của con. Dạ, ở nhà ở đến tầng đấy thời gian thì bắt đầu con mới nhận ra là thi thoảng làu bào xương xương. Đấy, tức là xương xương cụ thể là, cụ thể tức là kiểu nói nhiều về một cái vấn đề đấy, hoặc là kiểu những cái mà tính mà cách lầu bầu một mình hay là lầu bầu một có mình đối tượng luôn ạ, một đấy, mình cái một đấy mình là luôn vấn đề à. Tức mình là còn nếu mà lầu bầu với đối phương ấy, thì lại không nói thiên thẳng đúng đấy rồi. Tôi vừa rửa bát tôi điên hết cả người đấy. Nói chẳng biết thì tôi đó đó nói chuyện mình nên à. Vâng cứ một mình thôi ạ. Đấy, nhạc lại nổi lên. Mà nhiều lúc tối có lầu bầu của mình không? Cô đang ngủ mà quay qua mà ngồi lầu bầu mình. Dạ không ạ, tối thì được cái là hai vợ chồng có một cái trước khi đi ngủ là nắm tay nhau. Xong rồi thơm nhau cái đi ngủ, kể cả cãi nhau hay là không cãi nhau là có cái luật luôn là xong ngày hôm đấy là xong luôn. Là mình tiếp đến ngày hôm sau mà mình hoàn toàn bình thường về mọi thứ. Có xem một bộ phim trước khi ngủ không? Dạ cũng có, thường thì có thể là xem phim hoặc là con mà tại con thích nghe nhạc thì con có bài nhạc gì mới hay là bắt đầu lại đây vợ ơi có bài gì mới. Chơi game. Tranh thủ đi. Dạ vâng. Tranh thủ đi, chú khuyên con là nên tranh thủ xem nhiều đi. Dạ. Tại vì có một đứa rồi là à nó sẽ có những cái giới hạn. Dạ vâng. Có những cái giới hạn. Nó sẽ có thay đổi. Cô với chú á, chị với ông Tuấn á là hồi lúc mới á là cho tới bây giờ luôn nè em, bây giờ thì bớt đi rồi nhưng mà lúc mới là cứ trước khi đi ngủ là phải xem một bộ phim. Vâng. Đến độ một cái kho phim kinh dị của Mỹ, của Hàn, của Trung Quốc. Dạ tất từng tật, bây giờ không còn phim nào cho dạ cô coi. Vâng. Nhà con là cũng thế đấy, vợ là rất thích xem phim ma và thích xem phim kinh dị. Netflix là thôi đấy. Bảo hết. Ồ Netflix bây giờ cái đó là rất là nhiều. Vâng. Rất là nhiều. Rồi bây giờ nè, là ngồi nói một mình đúng không? Vâng. Lầu bầu một mình. Còn một cái tật nữa là tại vì thường thì mình hay đi quay hình cho tất cả các mọi người, không ai chê, nhưng mà về nhà là vợ mình chụp ảnh các thứ là anh chụp cái gì đấy. Bây giờ đi trình cả mình là mình cũng nhiều đâu. Mình tự ái. Mình tự ái của mình tự ái mà cho em đi mà chụp. Anh không chụp ạ. Hoặc là em gọi ai đến chụp đi. Thế là dỗi nhưng mà mặt là căng thẳng lắm. Thôi được rồi, chụp cổ. Thế là xong về vẫn ưng. Chứ cũng phải là không ưng nhưng mà chắc là cũng giận dỗi cái lúc đấy thôi. Thế là nhiều khi là con là áp lực là ở nhà là đi chụp ảnh cho vợ hơn là mình đi mình làm việc ở bên ngoài làm hình ảnh cho mọi người, con thấy thoải mái hơn. Tôi đồng cảm với ông kia. Dạ. Tôi chụp cho bao nhiêu người ai cũng khen, chỉ có một người chê tôi chụp xấu là vợ tôi. Dạ. Chụp 100 tấm. 100 tấm luôn. Không, vâng. Ghét anh là chú là chú chụp 100 tấm luôn. Phải chọn, phải chọn. Chắc thế nào cũng lựa được. Đấy. Thế mà không ưng. Chụp cho ai cũng khen. Dạ. Có ghen con không? Dạ cũng không ạ, con chưa thấy ghen lắm nhưng mà cũng thi thoảng mà mình mà cứ đứng gần ai hay là các thứ thì cũng nhắc nhẹ. Và cũng có ghen linh tinh chút đỉnh đúng và không? Còn nhưng mà cũng không mạnh. Nhiều khi phải thêm mắm thêm muối vào, thêm chút cho nó có gia vị thôi. Thì cũng không có tật thì nữa không? Dạ. Có đam mê kiếm tiền mà quên đi mất. Dạ cũng có một vài lần là cũng quên mất, tại vì có những lúc ở nhà con nhờ làm việc này việc kia. Nhưng mà lại quên mất làm của mình, mà mình thì đang làm việc và mình đi làm việc là tối về, tối thường cô chú biết rồi, đi làm về mình toàn là đến 11, 12 giờ, có hôm đến 2, 3 giờ. Thì mình bị overtime là chuyện bình thường. Thì vợ chuẩn bị đi ngủ thì con hay hỏi lại những cái chuyện hôm nay, con bàn giao cho vợ là thế hôm nay vợ đã làm việc này việc kia chồng chưa?
ôi trời ơi, vợ quên rồi. Thế là mình cũng thôi, đi ngủ rồi thôi, nhưng mà ban ngày là thôi mình cũng, tại sao em lại không làm? Rồi con mong muốn vợ con thay đổi điều gì không? Dạ con thì con mong muốn vợ con thay đổi là thôi thì cứ từ từ rồi mình sẽ có được mọi thứ mà mình mong muốn. Hai đứa đều vẫn phải học về cách làm chồng cũng như là làm vợ, thì cuộc sống hôn nhân gia đình của vợ chồng trẻ nó cũng sẽ có nhiều thứ mà mình không thể mà bảo sắp xếp ngay được. Thì con nghĩ là hai vợ chồng cùng sẽ có mong muốn là sắp xếp từ từ và dần dần. Và mọi thứ nó sẽ đâu vào đấy, chứ cũng không thể mà một nhát ngày hôm nay mình thay đổi, một nhát ngày hôm sau mình thay đổi. Đúng rồi, nhưng mà cái mà trong tất cả những cái mà con vừa kể ra đó, thì con mong là cái gì, tức là trong đầu con nghĩ ra cái là mong muốn vợ thay đổi cái điều gì nhất? Thay đổi điều nhất, điều gì nhất thì có lẽ là có những cái lúc mà đấy, con chỉ sợ mỗi là thoại một mình thôi. Lên đây thoại một mình, đọc thoại. Đọc thoại đấy. Sao vậy con? Con lúc đó con nói cái gì vậy? Không con, nhớ nữa. Con cũng không nhớ nữa. Có lẽ là con ví dụ như kiểu nhiều quen, con đang quen với cái việc là khi mình đi làm ấy, là mình đang không ưng cái gì hoặc là mình không thích cái gì là mình phải nói ra. Và thỉnh thoảng con còn đang kiểu ví dụ như là con nói chuyện một mình, cũng hay nói chuyện một mình, ví dụ như là phải đi lấy cái bút. Đi lau nhà đấy, không gì đang ngồi xem phim xong rồi quên giặt quần áo, là giật mình rồi, không đi quên mất chưa giặt quần áo đấy, kiểu thế là bạn phải nói ra, con phải nói ra, nghĩ trong đầu thôi là mình đi làm, nhưng mà bạn này là phải nói ra. Vâng, bạn này là phải không phải nói những người thoại nghe chị. Có nhiều lắm chú ạ. Có. Bây giờ mới nhớ nè, vợ của chú cũng có thỉnh thoảng, bà Liên là thỉnh thoảng vẫn có, nghĩa là tự nói mình có nha, có là tưởng tượng sau này nó có con vợ lớn tuổi thì cái mức độ nói một mình nó còn nhiều hơn nữa. Dạ vâng, thôi không sao đó. Dạ nhiều khi nói một mình cái mình nhảy vô vâng, mình nói mình trả lời, tự trả lời luôn. Vâng nhé, đáng yêu mà. Đáng yêu, đáng yêu cũng đáng yêu. Sau này có khi nhiều lúc con không nói, con im ý, lúc đấy gọi là căng thẳng sợ, lúc đó mới là nhớ lời vợ nói, ngớ tiếng vợ ấy. Rồi bây giờ tới Ly, anh ấy có những tật xấu gì? Thực ra thì với con ấy, chồng con cũng không có nhiều tật xấu đâu, tại vì con nhiều tật xấu quá. Có nghĩa là ví dụ như con mà nhìn ra những cái tật xấu của chồng con thì con nghĩ lại con thì cũng còn khủng khiếp hơn. Có một cái là con đặt biệt danh cho chồng con là đi rên không phải là mưa, rên là rên nhiều, rên la ấy ạ. Đấy, rên gì? Vâng, rên gì. Đấy là chồng con là hay, hồi xưa lúc yêu con là con rất là hậu động. Ví dụ như là con chuẩn bị bước xuống phát, cẩn thận đấy, không được hụt chân đấy. Hoặc là đang chuẩn bị làm đấy, nhấc cái kia lên trước đã rồi đặt cái kia xuống. Hoặc là chồng con mà nấu ăn vào con và vào rửa rau chẳng hạn. Cho rau vào trước rồi cho nước vào sau rồi cho muối vào. Đó là chồng con là một người mê nấu ăn. Đâm ra là mình mà thấy kiểu làm công việc mà không đúng cái người hướng nội thì người ta rất là khó tính ở những cái chỗ mà ở nhà. Đó, mình có cái góc riêng, ví dụ góc bếp của con là con nấu ăn đến đâu là con thường con lau lên đấy luôn. Thế là mình thích nấu ăn để mình thấy thoải mái rồi mình... Hôm nào chú qua chú nhậu với con nhé. Được ạ. Đồng ý. Nghe là thích rồi đó. Rồi cái gì nữa nè? Vâng, với con thì con chỉ thấy cái đấy là tính, không phải tính xấu của chồng con mà mang lại cho con cảm giác là kiểu hồi xưa lúc chưa yêu hơi thì nhắc nhở hả? Không nhắc nhở thì bình thường, luôn cảm thấy là quan tâm, nhưng mà khi mà lấy về xong cảm giác là giống như kiểu chồng con đang kiểu nắn con ấy. Bắt đầu nắn á, dũa đó. Bắt đầu, đúng rồi đấy ạ, bắt hai đầu. Cái mảnh nó bắt đầu dùng dao dũa từ từ cho nó khớp đó. Con làm nail nhiều rồi, con biết là chồng con đang dũa dần. Và với cả là khoảng thời gian 4 tháng mà con ở riêng với nhau thì con cũng phải thay đổi rất là nhiều. Con là người dậy sớm nhất nhà, đi tập thể dục, xong rồi giặt quần áo có máy giặt, rửa bát có máy rửa bát. Nhưng nói chung là trước đây con không phải làm những cái việc đấy bao giờ. Thế nên là khi mà chồng con ví dụ trước đây khi yêu ấy thì chồng con khi mà dậy chồng con sẽ gấp chăn màn rồi dọn dẹp các thứ, thì khi mà lấy về bây giờ chồng con sẽ rõ ràng là chồng con dậy sau nhưng chồng con sẽ đi ra ngoài, vợ nhớ gấp chăn nhá. Nhắc khéo. Nhắc nhở. Ngại gấp chăn gấp màn thì sao em ạ? À? Thiệt á. Cô gấp chăn gấp màn mấy chục năm nay rồi, cô thấy thành ra không gấp rồi mình cứ buồn. Nên là thực ra những cái việc đấy thì con thấy hơi bị ngỡ ngàng trong mối đó, thì vỡ hòa đấy. Vỡ hòa đấy. Nhưng mà bù lại là khoảng thời gian này con được thay đổi cái môi trường sống, gần như là thay đổi một cuộc sống mới, nên là những cái việc đấy nó cũng chỉ là một cái phần nhỏ trong cái việc mà con đang hứng khởi trong cái mối quan hệ này, và hai vợ chồng đang dần nhiều hiểu nhau hơn, đắc với nhau hơn. Nên là những cái tật xấu của chồng con thì con thấy cũng ổn. Nói chung là con chỉ mong muốn chồng thay đổi một điều gì? Con muốn chồng con là hãy
tình cảm hơn như cái lúc mà mới cưa. Ồ, thế bây giờ còn lãng mạn không? Còn tình cảm không? Bớt lãng mạn hơn xíu. À. Bớt lãng mạn hơn một xíu thôi ạ. Bớt có những cái khung hình ví dụ như vỡ hoa về hoa. Ví dụ như cái bó hồng lật ngược á đúng không? Bó hồng lật ngược. Và không có bó hồng lật ngược. Hay là ấm nút cái son chạy ra đúng không? Đó là cảm giác giống như kiểu là khi mà làm vợ chồng rồi thì chồng sẽ chỉ bớt đi. Vâng, bớt lãng mạn hơn. Bớt lãng mạn hơn. Nên là chồng hãy làm đúng với nghề của chồng ấy. Mà những cái sót tình đấy con ạ, nhẹ. Cái lúc này là đó. Con phải vận dụng tối đa cái lãng mạn nhất có thể. Dạ vâng, lại lau lại đầu tư quá. Đấy, nhớ nhá. Dạ vâng. Như thế này nè. Còn son lắm. Con có thể tận dụng được những cái gì mà vợ con đang là thế mạnh. Dạ. Thứ nhất là xinh nè, cái thứ hai ăn nói cũng duyên dáng, và cái thứ ba là công việc của vợ con là làm đẹp. Đó, và nếu mà với một cái sự cộng hưởng của con nữa, con có thể là tạo ra được một KOL về thời trang trong cái tương lai sắp tới. Dạ. Đó. Với những cái với những cái góc máy, với con những cái nhận. Đó, đây nè, đây là một KOL dạ, của con mà biết đâu dạ. Chừng đúng không? Biết đâu mình lại khai thác được, mình đầu tư. Đây. Đúng. Đấy. Con ơi, với lại tranh thủ chưa có em bé đấy. Đó. Dạ. Cứ tranh thủ đi chơi cho cô. Dạ, đi vâng. Chơi đi, đi du lịch đi con dạ, ơi. Vâng, con thích làm. Dạ. Ừ. Đây là thời đại của social media. Dạ đúng vâng. Đó, và đây là một cái người mẫu tương lai. Đó, biết đâu sau này là nổi tiếng hơn chồng đấy nha. Có những ông chồng mà người ta không muốn vợ người ta như thế đâu. Chú cứ làm như ai, như chú. Em muốn con... mà không được. cho con phát biểu ạ. Con chợt nhớ ra là con muốn một điều nữa của chồng con. Là mỗi khi mà chụp ảnh để quay clip cho vợ thì hãy giãn cái cơ mặt ra, cười thật tươi vào. Vì trong lúc mà đang chụp ảnh ấy mà chồng kiểu đứng vào. Không em, vào. Cái đó là bệnh nghề nghiệp. Rồi, em đó, rồi. Mày quá, chú Thuận cái quá đó hiểu. Là công việc. Cái đó là bệnh nghề nghiệp. Bị tùm mút ạ. Hỏi cô chú xem có đúng không? Đến khi công việc của con chẳng hạn, đó, con đang rất vui nhưng mà đến khi mà con tập trung vào để mà con set up một cái buổi mà event về thời trang tập trung hay là tập trung với là con pick đồ cho khách, con cũng sẽ như vậy đó. Hay lần sau anh kiểu vẫn nhăn nhưng mà mồm vẫn như này. Rồi, ok. Nghe. Rồi, cảm ơn hai đứa nha.